Xin chào anh em, tôi là Số Tuyết đây. Và hôm nay tôi lại có một đống phụ kiện nữa order về để phục vụ cho anh em thích thì mua đồ sẵn luôn. Dạo này có hứng shopping kiểu vậy. Thì ra thì mình mua thì cũng check kiểu trang chất lượng thế nào. Đầu tiên là cái mặt nạ lưới. Cái này thực ra mình mua định dùng nhưng mà thấy nó to quá, khủng khiếp quá, không dùng nữa nên là bán. Ưu điểm của mặt nạ lưới là không bị hấp hơi, bảo vệ gần như là hoàn toàn. Trước giờ anh em có suy nghĩ là sợ đạn nó bắn vào các cái mắt lưới nó bị vỡ rồi nó bay vào mắt, nhưng mà không sao, gần như là mình đã test trước, mình có cái mặt nạ lưới và mình bắn test rất nhiều, không sao. Cái này trùm cả đầu cả mặt cả tai, tầm nhìn gần như không bị hạn chế, không bị hấp hơi, khá là to. Mình mua định dùng nhưng mà thấy nó kỳ quá, thôi không dùng nữa. Anh em nào ấy thì mình để lại cho. Rồi, tiếp lại một cái mặt nạ nữa. Định mua định dùng nhưng mà cũng lại ngại không dùng. Đấy. Cái mặt nạ này thì nó hơi siêu nhân tí. Nó có hai cái kính. Kính này, kính màu trắng. Ở đây kính màu hơi tối một tí. Đấy. Có cả một cái rẻ nâu kính nữa. Cái này nó hay có cái quạt ở trên này. Chúng ta có một cái hệ pin ở đây. Nhiều anh em chơi thì bảo là sẽ thay cái hệ pin này. Bình thường nó là hệ pin con thỏ, nhưng mà nếu mà chơi ấy, thì sẽ mua hệ pin pin 5V, 5V đấu vào thì cái quạt này quay tít hơn và nó mát hơn. Cái này thì nhìn hiện đại hay, đội mũ tác được. Quạt ở đây nó cứ quạt làm cho cái kính mình nó không bị mờ. Và cái miệng này thì nó thở. Đây, chỗ này nó kín nên cái phần mình thở nó không bị hấp hơi lên kính. Cái này trước mình dùng rồi và mình rất là khoái. Nhưng mà hiện tại là cũng không dùng nữa. Ít ọp quá, nhưng mà rất thích sắm đồ. Anh em nào thích thì có thể sơn nòng quàng lên cái màu camo ấy, thì rất hay. Hiện tại mua màu đen. Giá thì mình lấy gần như là giá gốc thôi, giá rẻ thôi. Rồi, tiếp là cái gì đây? Grip. Tay cầm. Con này mình sẽ sử dụng để nắp cho con AUG của mình. Rồi, cái gì đây? Nói chung là cứ dọn nhà ra tiền, nhiều đồ lắm. À, kính chống hối hận. Kính chống hối hận nắp vào. Có hai mặt kính luôn. Đây, vỡ một cái vẫn còn cái kính chống hối hận. Trước mình cũng hay nghĩ chuyện sử dụng kính chống hối hận này để nắp bảo vệ red dot scope, sau thì thôi, bắn trúng thì xui thì chịu chứ không hối hận. Giờ không chơi kính chống hối hận nữa. Rồi, tiếp đống gì đây? À, cái đống này là đống cái adapter 11 lên 14 để nắp cho handgun. Đây. Con silencer này thì nó sẽ không có, nên phải sử dụng cái adapter này, nắp như này thì mới nắp vào cho những con handgun. Đấy, anh em nhá. Đây. Adapter và silencer màu bạc. Tiếp chúng ta có một cái silencer nữa màu đen. Màu đen logo HK. Cũng phải lắp thêm một cái adapter nữa thì mới lắp vào cho handgun. Không thì chúng ta sẽ lắp thẳng cái này vào cho những cái đầu gen 14mm của rifle được anh em nhé. Rifle những con M4 thừa M4 HK thì gen của nó là 14mm thì lắp luôn thẳng vào được. Còn nếu muốn lắp cho handgun thì chúng ta phải có adapter này. Đấy, rất đắm adapter. Tiếp tục là silencer. Con này thì logo Umbrella. Umbrella, anh em nào chơi game thì biết Umbrella. Logo Umbrella. Rồi. Logo HK này. Logo Umbrella này. Rồi trắng tinh này.
Adapter, khá nhiều adapter. Cái gì vậy? Nhìn ghê vậy. Mình mua nhiều lúc mình không biết đâu. À đủ, bọn ấy còn tặng cho một cái con mèo. Ok, thank you. Đấy, rất nhiều adapter phục vụ cho anh em. Tiếp à, lại một cái logo nữa, lại một cái silencer nữa. Đây, silencer này như là 7 inch. Rồi, và đây là cái mà đang hot. Hôm trước mình lấy về 1-2 cái thì anh em lại mua liên tục. Đó là cái chaser phát quang. Đây, nó không những bắn ánh sáng mà nó còn nhả cả khói nữa. Đây, xem nào, tháo ra. Đây, hệ thống ở đây nó có một quả pin này, có nơi chứa tinh dầu này, và đây có cái quạt. Khi mà chúng ta bắn ấy, thì cái tinh dầu nó sẽ đốt tinh dầu và nó sẽ nhả khói ra. Nhìn khá là vui mắt. Để xem mình công tắc đâu rồi. Đây, công tắc đây. Kiếm một cái gì đó ngoáy để cho nó phát sáng. Đấy, anh em thấy không? Chấp và nhà khói. Rồi để mình nắp vào cho anh em nhìn cho nó hay. Đấy, mình về được mấy mẫu. Đây có cái giòn cao su, chỗ này có cái sạc, quay sạc tai si luôn nhé. Đấy, sạc tai si luôn, không còn phải là micro USB nữa. Sạc tai si bây giờ phổ biến rồi, chơi hẳn sạc iPhone, sạc cho chơi sơ đấy, nhìn đi. Thấy khói không? Anh em thấy khói không? Đấy, khói ra chưa? Đấy, khói ra chưa? À, nhìn này. Đấy, ủa, khói. Nghi ngút này, ôi giời ơi. Đấy. Đấy. Có một cái dòng cao su nữa để mà... Đấy nhá, dùng xong chúng ta gạt cái chốt ở đây, à, gạt cái công tắc ở đây tắt đi. Con này thì giá hơi mặn, hơn 2 triệu. Đây, mua thì anh em sẽ có một cái chaser cộng thêm một cái chaser này, cộng thêm một lọ tinh dầu này, một cái dây sạc. Đây là một bộ của nó như này. Đấy. Đây nó mình có hai mẫu, một mẫu này với một mẫu xem nào. Hôm trước mình mua mình hứng mình mua hai cái rồi. Đây, hai kiểu. Đây, mẫu này nữa. Mẫu tổ ong. Đấy, ôi xa. Mình không biết cái tinh dầu làm những chất gì ấy, nhưng mà đây mẫu tổ ong này đẹp không, móng lộn cũng đều chơi sơ nhà khói. Hai cái này bằng giá tiền nhau anh em nhé. Mình gen này là gen 14 mm đúng không ta, thử luôn này. Sử dụng gen 14 à, vừa đây này. Sử dụng gen 14 lắp được cho các cái dòng các cái outer của M4 hay là AR. Mỗi bộ này đều tặng cho anh em, đâu không phải tặng mà bán kèm. Bán kèm cho anh em một lọ tinh dầu, một cái dây sạc. Đấy. Đây, tinh dầu, dây sạc. Rồi, tiếp là cái scope.
À đây, còn có cái này nữa, cái chaser này. Cái chaser này thì nó không nhả khói, nó cũng đẹp. À, phải bật công tắc. Đây, bật công tắc lên. Cái này thì dành cho anh em nào không thích khói lửa, giữ một lúc. À, đấy. Con này thì nó ra nhấp nháy như sàn luôn. À, xanh, đỏ, tím, vàng. Trời nha. Xanh, đỏ, tím, vàng. Nó không nhả khói. Xong thì ấn vào đây. Tắt đi. Kiểm tra lại xem nó tắt chưa. Chỉ cần có chuyển động đi qua thì là nó sẽ kích hoạt thôi. Đấy. Thế là tắt rồi đấy. Rồi, tiếp chúng ta có một cái tay chống grip luồn vào trong vặn đây, luồn vào trong vặn lên, dòng này rất là chắc chắn, dòng này chắc chắn, tại vì cái dòng grip này nó trên trời dưới dạ dưới biển loại giá lắm, có loại thì có mấy chục nghìn cũng có loại 5-700 nghìn cũng có. Thế nên là cái quan trọng ăn nhau chất liệu nó làm. Hàng xịn thì cầm nó chắc chắn hơn. Còn hàng cùi cùi nhựa đéo thì nó lại khác. Rồi tiếp bây giờ đến scope. Cái scope này hôm qua mình nắp cho con sniper mình test thử. Nó có chân 20mm và chân 11mm. Đây. Mình nắp cái chân 22mm vào và hôm trước nó bắn test rồi của hãng Focus Hunter. Ống này nét lắm nhá. Scope thì mình đã không chơi thôi, chơi thì mình phải chơi hệ trung bình một tí, tầm 2-3 triệu trở lên thì nhìn nó nét đấy. Tại vì nếu mà cái scope mà chỉ để làm màu ấy thì nó chán lắm, chơi nó chán lắm. Cái dòng scope đụt này thì anh mình hay gọi là scope đụt, còn cái scope dài thì cứ gọi là scope loe. Scope đụt thì nó sẽ thích hợp với những cái cây súng thể loại hiện đại, ví dụ như là AK416, SCAR, AR, nói chung là vậy. Khi mà cái ống cứng như nét đấy, anh em sẽ nhìn nó focus nó sướng. Nó zoom nó sướng, đưa mắt phát là nhìn được cái mục tiêu dễ rồi. Ngoài ra con này còn có điểm đỏ nữa, red dot nữa, chúng ta nắp pin vào để vặn để điểm đỏ, nắp pin vào để điểm đỏ. Đồ cao cấp hơn một đồ mà nó trung bình hay là cao cấp thì khi bắn thì cái độ tâm của nó sẽ zoom ít hơn. Nói chung là nhìn là sẽ thấy nó khác bọt hơn với đồ giá rẻ hơn triệu. Thế nên cũng có cái hình dáng scope như vậy mà có những cây 7-8 triệu cũng có, đồ kiện vô vàn. Tiếp là chúng ta có cái red dot. Mình mua cái này để mình định lắp cho con B90 và con AUG. B90 con AUG, nhưng mà con B90 của mình nó chưa về. Úi giời, tắt quá nhỉ. Tại vì cái thú chơi sót nó không hẳn là cứ phải mang đi ọp để bắn nhau, mà đôi lúc mình mua về xong có tí phụ kiện mình lắp lên thấy vui. À, chúng ta có pin CR2032, giấy nâu và sách hướng dẫn sử dụng, mà một cái mao 22mm để nó nâng cao lên, tại vì những cái dòng red dot này nhá phải nâng cao lên thì nhìn nó mới dễ. Đấy, nắp như súng mình. Nếu mà chúng ta đi ọp mà mang mặt nạ các thứ ấy thì nắp thêm cái nâng cao này như thế này thì kè mắt nó dễ. À, cho pin vào chúng ta sẽ chỉnh được, có cái điểm đỏ ở đây.
điểm đỏ đây, tâm đỏ đây. Đấy, rất là dễ, nhìn đây. Chỉnh các ô trái phải nhỏ xíu là thôi. Con này thì mình định lắp cho con AUG, à quên, con AUG hoặc là con MPX, MCX, R5C và con B90 dạng CQB. Tại vì dòng CQB thì chỉ cần red dot là nhỏ vậy thôi chứ không cần phải quá hầm hố. Gọn nhẹ để còn chơi. Đấy. Cái đồ này thì mình cũng không nhớ là giá tầm bao nhiêu đâu, vì mình có order một đống rồi hứng để mình mua như là shopping cho vui chứ mà. Đấy, thế khi mà anh em nào mua thì inbox mình. À còn cái này nữa. Chân scope. Đây là dạng chân scope nhanh, nắp cho con cái chân scope cho con scope kìa. Thay vì việc bạn sử dụng cái scope hai bên như này thì mình sử dụng cái loại scope nhanh cũng được. Tháo ra, nắp vào nó dễ. Đây, cả cụm này, nắp vào. Nhìn nó hiện đại, nói chung là hiện đại. Đây nó có một cái đo cân bằng này. Đấy, chúng ta sẽ nắp và người ta đo cân bằng cái này. Cái bọc bọt khí nó ở giữa này, có nghĩa là chúng ta đã lắp thẳng. Nói chung là lắp thêm nó đẹp. Mọi thứ nó phải đẹp. Rồi tiếp ở đây là lại có thêm một cái lựu đạn là lựu đạn choáng. Cái này thì nó sử dụng pin. Hôm trước mình có một cái rồi và có một bạn đã lấy, bây giờ mình đã mua thêm cái nữa về để xem anh em có nhu cầu không. Cái này chơi ban đêm đẹp là nó phát ánh sáng khiến cho chói mắt vậy thôi, nhưng mà thì đẹp ra nó phát ánh sáng của các cái bóng đèn led này này. Nói chung ông nào sử dụng live vision để ngắm đêm mà gặp quả này ném vào thì cũng choáng luôn, mù tạm thời không nhìn thấy cái gì nữa. Rồi và đây là cái mác của mình. Cái mác này thì mình mua lắp cho hệ, cho các hệ M4, hệ M4 AIG. Bóc khó phết nhỉ. Rồi. Đây là dạng P-Mark, nó có hình viên đạn nhìn khá đẹp. Giá thì nó khá cao. Mình mua được mấy cái nhỉ? 5-6 cái. Anh em nào họp thích chơi hệ P-Mark mà có hình viên đạn này thì inbox mình. Nhìn hay không? Con này không biết chứa được bao nhiêu viên này. Ôi con này nó còn ghi hẳn luôn. License của EMG. Kinh. EMG kìa. Lancer L1 Mark. Mình nghĩ nó chứa được rơi tầm 150 viên tầm đấy. P Mark cũng thường thường vậy. Rồi tiếp là một đống Mark của GSK, G Mark. Nhỡ tay đọc nhiều quá. Ai chơi hệ ARM4GSK thì mua ủng hộ mình đi. Lúc thì tìm cái thống về mác này thì không có, và lúc thì lại có nhiều quá. Hiện tại mình có tới 5-6 cái. Bán giải cứu chủ. À đây, một cái Python, một chân trống. Chân trống. Đây. Chân trống này mình mua
nhưng mà cái chất lượng của nó mình không ưng lắm, tại vì mình đa phần mình chơi những cái chân trống hơn 1 triệu trở lên. Còn đợt đấy mình tự nhiên thấy mua cái này nó giá nó rẻ quá, có mấy trăm nghìn, 200-300, 300-400 nghìn gì đó mình không nhớ lắm. Thế này là mình không ưng lắm, mình quyết định bán thanh lý nó. Về cơ bản thì nó vẫn dùng cũng được, nhưng mà làm sao nhỉ, cơ bản mình quen sử dụng mấy cái chân trống bằng thép rồi, nó nặng nặng vui vui, cái này thì như bằng nhôm vậy, nó hơi nhẹ nhẹ, đủ chức năng đủ dùng. Nhưng mà tì nó cũng vẫn hơi cái độ rung. Đấy là cái mình không thích. Anh em nào chơi sưu tầm mua keo cũng được, bắn ít thì cũng được. Ví dụ như là mình không quá khó tính về độ rung khi bắn thì cũng được. Thay vì việc phải đầu tư một cái chân trống rồi tầm triệu, hơn 1 triệu, gấp 3, 4 lần, gấp 4 lần thì chơi cái này cũng được. Rồi tiếp là bộ Eltech. Cái bộ này thì đây, gồm có một cái holo Eltech và một cái zoom 4x. Bộ này thì nổi tiếng rồi, anh em nhiều người thích chơi, nó thành một hot trend một thời. Đấy. Gật gù muốn bắn gần thì gật ra, còn khi muốn ấy thì lại gật lại, ngắm sai gật lại. Đấy. Đấy, tất cả những món phụ kiện mình dọn nhà để bán sale cho anh em. Có những sản phẩm bán sale, có những sản phẩm mình bán có chút lời. Cảm ơn em xem clip, chào anh em.